Xin chào mọi người, đây là bản tin Công nghệ Mobile City được phát sóng vào lúc 11:30 hàng ngày. Ngay sau đây sẽ là những tin trình có cho bản tin ngày hôm nay. Chúng ta cùng đến với thông tin đầu tiên, OnePlus tìm ra giải pháp đột phá. Cơn mưa bất chợt thường gây phiền toái cho người dùng smartphone khi giọt nước đọng lại trên màn hình và gây khó khăn trong việc cảm ứng. Tuy nhiên, OnePlus đã tìm ra giải pháp độc đáo và áp dụng vào mẫu OnePlus Ace 2 Pro mới nhất của họ. Trong khi các nhà sản xuất điện thoại thường tập trung vào nâng cấp phần cứng và thiết kế, OnePlus đã chú trọng đến nhu cầu sử dụng hàng ngày của người dùng. OnePlus Ace 2 Pro đã đối đầu với iPhone 14 Pro trong một video thú vị với nước bắn thẳng lên màn hình. Điều này có ích cho bàn tay ẩm ướt hoặc người dùng nhiều mồ hôi tay. Theo OnePlus, giải pháp này kết hợp một lớp silicone và thuật toán để xác định vị trí của ngón tay. Điều này giúp xử lý tín hiệu khi bàn tay tiếp xúc với màn hình ướt. Tính năng này sẽ xuất hiện lần đầu trên chiếc Ace 2 Pro và dự kiến sẽ ra mắt vào ngày 16 tháng 8. Với sự đổi mới này, OnePlus đã chứng tỏ cam kết của họ trong việc mang đến trải nghiệm tốt nhất cho người dùng smartphone và hướng dẫn xu hướng phát triển công nghệ di động trong tương lai. Tin tức tiếp theo, sức mạnh tuyệt đối của Apple M3 Ultra. Thế hệ tiếp theo của bộ xử lý thuộc dòng Apple M-Series dự kiến sẽ sớm ra mắt trong các sản phẩm MacBook sắp tới. Trước khi có thông báo chính thức, một nguồn rò rỉ đã tiết lộ về các thông số kỹ thuật chính của chip M3 Ultra cao cấp. Trước đây, bộ xử lý M2 Ultra của Apple cung cấp CPU 24 lõi và GPU 76 lõi. Nhưng sự cải tiến đã xuất hiện trên chip M3 Ultra với 32 lõi CPU, bao gồm 24 lõi hiệu suất cao và 8 lõi tiết kiệm năng lượng, số lõi GPU cũng tăng lên từ 76 lên thành 80. Apple cũng có thể đang lên kế hoạch tung ra các tùy chọn bộ nhớ cho máy tính xách tay MacBook Pro của mình, gồm hai phiên bản là 36GB và 48GB. Mac Studio với M2 Ultra có thể được mua với tùy chọn RAM lên tới 192GB. Vì vậy, có khả năng M3 Ultra có thể hỗ trợ dung lượng RAM cao hơn là 256GB. Apple cũng dường như đang thử nghiệm bộ xử lý M3 Ultra cho các mẫu Mac Studio cùng Mac Pro thế hệ tiếp theo. Và bây giờ là thông tin cuối cùng trong ngày. Snapdragon 8 Gen 3 đứng trước làn sóng bị tẩy chay. Con chip cao cấp sắp ra mắt của Qualcomm đang đặt các đối tác của công ty vào thế khó. Trước đây, Qualcomm đã khiến các đối tác của mình như là Samsung gặp khó khăn khi bán vi xử lý Snapdragon 8 Gen 2 với giá khoảng 3,8 triệu đồng, cao hơn A16 Bionic của Apple. Và các tin đồn gần đây còn cho biết Snapdragon 8 Gen 3 thậm chí còn đắt hơn khi chuyển qua tiến trình N4P 4 nanomet của TSMC. Cái giá cho con chip này là không hề rẻ. Trước đây, Qualcomm phụ thuộc vào Samsung khi sản xuất Snapdragon 8 Gen 1 và vi xử lý này nhận không ít lời chỉ trích. Theo Digital Chat Station, việc 8 Gen 3 có thể sẽ rất đắt khiến các hãng smartphone khó đưa ra lựa chọn. Có thể họ vẫn sẽ tiếp tục duy trì việc trang bị 8 Gen 2 trên các sản phẩm cao cấp tiếp theo của mình hoặc chuyển sang sử dụng chip Dimensity 9300. MediaTek có thể tận dụng điều này để bán vi xử lý của mình với mức giá dễ chịu hơn. Tuy nhiên, điều này là khá khó bởi sức ảnh hưởng của vi xử lý Qualcomm trên thị trường smartphone vẫn là rất lớn. Nếu Qualcomm quyết định niêm yết giá cho chip Snapdragon 8 Gen 3 lên khoảng 4,8 triệu đồng, thì các thương hiệu như là Samsung hoặc Xiaomi có thể sẽ lựa chọn để trang bị, tuy nhiên sẽ khiến cho lợi nhuận của họ bị giảm sút nghiêm trọng. Ok, vừa rồi mình đã tổng hợp một số tin công nghệ nóng có trong ngày. Nếu các bạn có gì đóng góp, hãy comment xuống phía dưới nhé. Đừng quên bấm like, subscribe kênh YouTube để nhận được những video mới nhất. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong các video tiếp theo.